chữ Việt quá là khổ. Thực sự là Yến không những là đổ máu, đổ nước mắt, đổ mồ hôi mà còn mất hết cả thịt, cả da này kia thứ để nhìn thấy được mình khổ như thế. Cha mẹ cho đi về luôn, không có đóng phim, đóng phim gì nữa hết. Xin chào các độc giả của iOne, mình là Hoàng Yến Chibi. Và hôm nay thì Yến sẽ chia sẻ một số những câu chuyện xoay quanh hậu trường của bộ phim Thất Sơn Tâm Linh. Em biết, nếu bây giờ em phản ảnh thì đầu của em, đầu của ba em sẽ nằm trong cái sọt này. Bộ phim này thì để lại cho Yến khá là nhiều dấu ấn. Khi mà Yến mặc cái bộ quần áo vừa sọt rồi, từ lúc quay cho đến kết thúc cái bộ phim là 3 tháng hơn, 49 ngày quay, thì Yến mặc cái bộ đấy chắc cũng phải 40 ngày. Mà tức là cái bộ đấy nó cùng Yến là chạy trên cánh đồng cỏ này, rồi xuống dưới bùn này, xong rồi trong hang hốc. Nói chung là tức là cái bộ đấy là cái bộ mình Yến cảm nhận được rằng là rất là ám ảnh luôn. Vì chính cái bộ đấy là cái bộ mà sỏi đã cùng với cả cái Huỳnh tiếp tay để giết những cái người con gái kia. Những cái phân đoạn mà khó khăn nhất đó chính là đoạn mà Yến cùng với cả Thanh Tú đóng hai chị em ở dưới bùn. Yến với cả Tú là từ 3 giờ sáng là bắt đầu xuống dưới bùn đấy và bắt đầu cái công cuộc gọi là kiểu kéo nhau. Xong rồi cái đoạn đấy là đoạn mà hai chị em gọi là đau khổ lắm rồi. Đoạn này là đoạn mà nếu mà không cứu Tú ấy là nó sẽ chết, nếu mà không kéo nó xuống bùn và nếu mà không đắp nó lên thì nó sẽ chết. Thế nên là đâm ra trong cái lúc đấy là chị em đóng, nếu mà nói đúng là từ 3 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là hai đứa gọi là không ăn uống bất kỳ thứ gì luôn, vì trên người toàn là bùn. Tóc Yến đợt đấy là còn tóc nối, mà tức là xuống bùn xong rồi cái ngày đấy kiểu cảm giác cái lúc mà mình khóc trong phim ấy là mình khóc xót thương cái nhân vật của mình. Tám thì hai phần còn lại là mình khóc cho mình, là tại sao mình chấp nhận cái sự này, tại sao mình không đi hát đi, tại sao mình không đi hát ở trên sân khấu to rồi này kia các thứ, nó có phải dễ hơn không? Và tự nhiên giờ đi đóng phim khổ sở này kia các thứ, xong rồi đi xuống bùn này nọ. Nói chung là lúc đấy là kiểu cũng khóc cho bản thân mình nữa, vì sao mà mình phải khổ thế, sao mà mình phải hy sinh nhiều đến như vậy. Thế xong rồi lúc đấy thì Yến mới nghĩ rằng là Thanh Tú làm được thì tại sao mình không làm được. Thì là lúc đấy xong rồi Yến với cả Tú đóng xong là cái lúc mà ngắt cái cảnh mà bảo là ok cảnh này xong rồi, cái ngày hôm đấy là hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Và mọi người có biết là cái ngày hôm đấy là cái ngày mà mới sau 3 ngày Yến bị ngã ở ngay cánh đồng lúa đấy, là cái cảnh là sỏi chạy khỏi thầy Huỳnh và để đi báo công an, khi mà biết được ra rằng là thằng này bắt đầu có quy mô là như vậy. Thì lúc đấy là kiểu phải mình phải chạy rất là nhanh, tại vì cái cảnh đấy là sỏi phải chạy cực kỳ nhanh, là chạy phải làm sao để thoát được cái người này. Thế là chạy nhanh xong rồi kiểu lúc mà hai anh em quay được cái cảnh đấy xong rồi, lúc mà thầy Huỳnh kiểu bắt được sỏi một cái thì ngã xuống ấy. Thế lúc mà ngã xuống thì ngay cái đầu gối của Yến lại đập đúng vào cái cục bê tông mà xui thế nào mà nguyên một cái cánh đồng lúa đấy chỉ có đúng một cái cục bê tông ở đấy thôi, xui thật không cơ chứ. Thế là đập một phát vào cái chỗ đầu gối này xong một cái là Yến đau lắm. Mà cảnh đấy quay xong mọi người, tất cả mọi người đứng vỗ tay, tại vì đẹp quá. Thì cái cảnh đấy phải lắp cái máy mà kiểu lia theo mọi người rất là lâu, xét tận 5-6 tiếng liền mới quay được. Thế mà quay xong rồi cái cảnh này xong, tất cả mọi người đứng vỗ tay, trợ lý của Yến còn đứng vỗ tay, kiểu mọi người kiểu ôi hay quá, vui quá, xong rồi. Mà đâu ai biết đâu được rằng là Yến đang nằm đấy khóc của đau dã man. Anh Tuấn mãi sau khoảng tầm 10 giây sau mới biết rằng là chứ rồi Yến đang bị đau thật. Thế là mới bắt đầu kiểu bề Yến chạy từ cánh đồng chạy ra thẳng ngoài luôn. Thế xong rồi tối hôm đấy đi khám, đi ra bệnh viện vẫn ngồi kiểu rất là thoải mái, vu vơ, không sao hết mà. Đến ngày hôm sau biết được tin rằng là cái nhà đấy Yến chỉ còn quay được khoảng tầm 5 ngày nữa là phải trả rồi. Thì trong cái nhà đấy là sẽ phải quay cái cảnh ở dưới bùn đó, mà vết thương vừa mới bị xong nó còn đang hở ơi là hở. Xong rồi cuối cùng các anh bảo là thôi bây giờ để rời ngày cho Yến sang 3 ngày nữa. Thì 3 ngày nữa thì Yến kiểu cố gắng bôi thuốc rồi này kia các thứ, nó cũng kiểu khô thành cái thịt bò khô rồi ấy. Thế là cái ngày đấy bước xuống bùn là đã quấn ni lông, cái bao bọc thức ăn gọi là quấn nguyên người luôn, quấn quanh chân quanh tay để cho nước nó bớt vào, để cho bùn nó bớt vào. Nhưng mà 12 tiếng trôi qua thay đến tận 5 lần ni lông liền cũng không thể nào mà làm cho cái vết thương này nó không bị cái nước bùn. Mà cái lúc mà quay xong rồi ấy,
là mình rút cái bao ni lông quấn quanh nó ra, và tức là nó trôi hết luôn hết tất cả mấy cái còn bất kỳ cái gì, phải là nhìn mình nhìn thấy cả cái phần bên trong ấy. Lúc đấy kiểu thương thân mình mà. Mà lúc đấy là Yến không dám nói với mẹ. Mẹ đến tận 5 ngày sau, 7 ngày sau thì Yến mới nói là à hôm trước con bị ngã như thế này đấy. Thì lúc đấy là nó đã liền vào rồi. Chứ còn ngay cái lúc đấy là phải quay như thế xong rồi, còn bị tím hết cả hai bên chân mà, tức là kiểu không thể nào mà mình diễn được mà. Sau đấy vẫn phải chạy xong rồi vẫn phải kéo, mà tú thì nó nặng nữa. Tú nặng, sao cứ phải kéo từ trên cái chỗ đồng lúa kéo xuống dưới chỗ bùn. Ôi trời, thì ngày đấy đúng là kiểu mình phải cố gắng làm sao để quay cho thật là nhanh lên để cho nó xong cái cảnh này đi thôi, chứ chân cứ co qua co lại đau quá, không thể nào làm được gì nữa. Thì nói chung là xong cái ngày đấy là kiểu cảm tưởng là cái phim của con như xong được 80% rồi, mà lúc đấy là mới quay được có 10 ngày đâu biết được những cái sự khó khăn nó sao nó như thế nào đâu. Định mệnh đã chọn con để kế tục ta. Nói nó là cái đoạn nhưng mà Yến đã quay cái đoạn này rất là nhiều ngày. Tức là đoạn đó là cái đoạn mà Yến quyết định sẽ chui xuống cái hầm đó, đào, tìm thấy cái đầu, tìm thấy cái chân, tìm thấy thi thể của người con gái của người phụ nữ đấy ở trong nhà. Và kiểu mình là một người câm điếc mà mình kiểu chỉ ngửi thấy, rất là mình ngửi thấy được và kiểu mình mắt mình nhìn được thôi. Thì kiểu lúc mà Yến quay cái cảnh đấy nhá, Yến không nhớ nhưng chắc ngày hôm đó là phải khóc đến tận 16 tiếng. Mà kiểu gọi là lúc nào vào quay là cũng quay ở dưới cái hầm đó, tại vì là cái nhà đấy dựng lại ở cái studio thì dựng cái nhà ở trên, còn cái hầm là nó sẽ ở ngay dưới như thế này. Thì là cứ mà quay một cái là sẽ chui vào cái hầm đó quay. Là tất cả các anh chị em chỉ khoảng tầm có một anh focus này, một anh quay phim, một chị phó đạo diễn với cả Yến nữa thôi, với cả một anh ánh sáng nữa ở trong đấy thôi. Tại vì cái chỗ đấy nó rất là chật và hẹp, là gần như là 16 tiếng Yến với cả tất cả anh chị ở dưới đấy. Xong rồi chỉ có lúc ăn cơm mới ra ngoài, không là lại đi vào đấy khóc tiếp, vừa khóc vừa đào. Mà tức là những cái đấy là những cái ngày mà Yến quen rồi nhá, là móng tay của Yến lúc nào cũng đầy bùn, mà tức là cận không ra nổi luôn ý. Và xong rồi đến cái đoạn mà tức là phải tìm đường trốn thoát khi mà bị thầy Huỳnh đuổi ấy, ở trong cái đường hầm ấy. Nhưng mà nói chung là bùn nó rất là kinh ấy. Xong rồi kiểu lúc mà mình phải bò mà phải bò rất là nhanh. Xong rồi kiểu Yến thì thực sự là cả cuộc đời chưa bao giờ lấm lên bùn đầy, nên là đâm ra kiểu đến lúc đấy kiểu cảm thấy là rất là sợ. Mà xong rồi kiểu lúc đầu là mình còn không kiểu dám bám hàng vào ấy. Thế xong rồi bị mấy anh chị bảo là nếu mà em diễn như thế thì làm sao mà ra, thì cái nhân vật của em làm sao mà ra được đấy, kiểu bị sợ như thế này sợ như thế kia là sao mà ra được. Là dốc hết quyết tâm là em phải quay đúng một lần thôi nhá mấy anh chị nhá, em sợ lắm rồi. Là vừa chưa kịp mà kiểu mình chứt bỏ hết tất cả những cái tinh thần của mình đi thì mình bắt đầu kiểu phải quyết tâm ấy. Thì là lúc mà vừa mới bám tay được vào cái chỗ hai bên bùn một cái là nước mắt ý rớt hết luôn, vì cái tay mà nó bám vào cái bùn một cái mà các bạn cảm tưởng là kiểu nói chung là không biết nói như thế nào. Nhưng mà cái lần đấy là cái lần mà kinh nhất, chính là cái đoạn mà Yến phải bò trong hầm xong rồi thấy được cái mà bình thường là ở đấy mình đâu có kiểu mà ngửi được cái mùi xác chết hay cái mùi gì đâu, mình phải tưởng tượng ra. Mà đã thế mình không được la, không được hét nữa, không có tiếng, không biết la thì chỉ có ú ớ thôi, mà mình phải diễn bằng mắt nữa. Nói chung là cái đoạn đấy là một cái đoạn mà khó cực kỳ đối với Yến luôn. Nhưng mà khi mà mình xem lại được cái thành quả của mình ấy, tại vì những cái ngày đấy là những cái ngày mà cũng đã làm sỏi được khoảng tầm 3-4 tuần rồi là đã quen rồi. Nên khi mà xem lại thì không ngờ là mình diễn được đến cái mức độ như vậy. Cho tới thời điểm bây giờ thì đây là bộ phim khó khăn nhất đối với Yến. Không những khó khăn trong cái khoảng thời gian mà mình quay phim, mà còn khó khăn cái khoảng về sau này khi mà bộ phim đã quay xong rồi. Thì Yến không thể nào mà hòa nhập với cuộc sống bình thường ngay được. Cái khoảng thời gian để Yến gọi là cô lập mình luôn. Mẹ Yến cũng không nói chuyện nhiều nữa luôn mà. Kể cả trợ lý cũng thể Yến nói chuyện một cái là Yến cứ có thể gắt gỏng với người ta ngay lập tức luôn ý. Mà Yến kiểu cảm thấy là không ai trên cái thế giới này có thể hiểu được bản thân mình. Nguyên một cái khoảng thời gian này Yến cứ chỉ sống như thế thôi. Nói chung là kiểu cảm giác rồi mọi thứ nó hững hờ,
nói chung là cũng nhớ Châu Đốc mà chả hiểu sao, cơ buồn cười lắm. Và cái thứ hai là cái tâm lý của xóm nặng quá. Cho đến những ngày cuối cùng mà Yến quay, Yến phải gọi thật sự là dốc hết cả nước mắt, cả máu, cả các thứ ra để gọi là đóng nốt cho sỏi cuối cùng. Tại vì những cái ngày cuối cùng thực sự là những cái ngày mà chán nản lắm rồi. Yến quay mà tức là Yến nghĩ là tại sao cái vai này nó nặng đến thế, cái tâm lý nhân vật này nó nặng đến thế, thôi đi hết đi, hết đi dùm mình đi. Đấy, những cái lúc như thế là lúc mà Yến cảm thấy là muốn kết thúc cái sự quay này luôn đi cho rồi, vì nó quá là nó khó khăn quá đi. Mà lúc đấy là kiểu Yến muốn thôi đừng đừng là sỏi nữa, cảm giác nó khó chịu lắm. Là mình lúc nào cũng kiểu nhìn thấy ai mình cũng cảm thấy khó chịu, nhìn thấy ai mình cũng không muốn nói chuyện. Nói chung là Yến cô lập hết với tất cả mọi người. Yến về nhà Yến cũng không chơi với ai luôn. Riêng về thành phố Hồ Chí Minh đến phải khoảng tầm Yến nghĩ phải đến 6 tháng sau, vào một ngày đẹp trời tự nhiên bừng tỉnh dậy. Tự nhiên tỉnh dậy thì Yến mới cảm thấy rằng là ôi sao hôm nay thoải mái vậy, hình như là sỏi nó đã đi mất tiêu rồi. Cảm ơn các độc giả của Aegon đã nghe Yến tâm sự nãy giờ, và mong là mọi người sẽ ra rạp và xem bộ phim Thất Sơn Tâm Linh vào ngày 9 tháng 10 năm 2019.